Trận thua 0-9 trước Tây Ban Nha của đội tuyển nữ Việt Nam, mặc dù choáng váng về tỷ số, nhưng lại không lạ lẫm trong bóng đá nữ, nơi sự chênh lệch về đẳng cấp thường tạo ra cách biệt lớn hơn so với bóng đá nam. Hiệp 1 chứng kiến sự cố gắng không kém cạnh của đội tuyển nữ Việt Nam khi họ thậm chí còn cầm cự trước đối thủ với tỷ số thua 0-2. Tuy nhiên, trong hiệp 2, sức mạnh của Tây Ban Nha đã khiến cho Kim Thanh, thủ môn của đội, phải vào lưới nhặt bóng thêm 7 lần, thể hiện sự khắc nghiệt và khó khăn ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, nơi mọi sai lầm đều bị trừng phạt nặng nề. Đội tuyển nữ Việt Nam đã liên tiếp đối đầu với 3 trong số 6 đội tuyển hàng đầu thế giới trên bảng xếp hạng FIFA trong vòng 1 năm, đó là Đức, hạng 2, Pháp, hạng 5 và Tây Ban Nha, hạng 6. Trong số này, ngoài trận thắng bất ngờ trước Đức, các cầu thủ của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã phải thua thê thảm trước Pháp và Tây Ban Nha với tỷ số lần lượt là 0-7 và 0-9. Nếu không có tinh thần giao hữu của hai đội trên, chắc chắn số bàn thua của đội tuyển nữ Việt Nam đã còn lớn hơn nhiều. Những trận đấu đối đầu với các đội mạnh nhất thế giới đã đem lại cho đội tuyển nữ Việt Nam một trải nghiệm quý báu. Chỉ trong thời gian ngắn, các cầu thủ đã được đối đầu với những đối thủ mạnh hàng đầu châu Á và thế giới như Thái Lan, Philippines, giúp họ hiểu rõ hơn về tầm cao của bóng đá nữ thế giới. Đối mặt với sức mạnh và tốc độ chóng mặt của các đội như Tây Ban Nha và Pháp cũng giúp các cầu thủ tập trung hơn, vững vàng tinh thần, từ đó đối phó tốt hơn với mọi tình huống trong các trận đấu sắp tới.